Sau đây là câu số 22, cũng là câu hỏi cuối cùng của tôi. Mỗi khi có thêm công đức thì các kim thân Phật tự động lớn lên, hay các kim thân Phật phải vào bầu hoàn Phật giới để ăn thì mới lớn lên được, và tại sao? Tôi xin giải đáp câu hỏi thứ 22 của chị Triệu Thị Lan. Kim thân Phật phải đi vào phòng và ăn hạt công đức thì kim thân Phật siêu nhỏ mới lớn lên được. Nhưng mà trước khi ăn đó thì phải hút hết cái điện tử âm và điện tử dương trong kim thân Phật siêu nhỏ đó ra. Bởi vì nếu như mà không hút hết điện tử âm dương ra mà ăn hạt công đức thì kim thân Phật siêu nhỏ này lớn lên sẽ bị điên vì sức hút của điện tử âm dương đó. Xin cảm ơn những câu hỏi của chị Triệu Thị Lan ở thành phố Cao Bằng. Vâng, tôi đã được rõ thông ạ. Kính thưa ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu, tôi đã được rõ thông 22 câu hỏi của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn, xin kính chúc quý ban thật nhiều sức khỏe. Kính chào. Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An.